Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm ngôi sao chỉ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Văn Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của anh Thắng ở đường Võ Văn Kiệt, thành phố Cần Thơ cô chú anh chị ha. Giao lưu hôm nay là mình cũng có một lô phơi mai vàng gừng hàng mới về cô chú anh chị nha. Kính mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho anh Thắng luôn ạ. Dạ lô phơi mai hôm nay thì đa số là những cây đã đâm tuột hết rồi cô chú anh chị nha. Cây đùng lực, một số cây bonsai hàng quá luôn hết cô chú anh chị. Chúc quý cô chú anh chị mình xem bếp vui và chọn được những phôi mai ưng ý luôn ạ. Em xin phép được vô clip luôn cô chú anh chị ha. Em xin chào anh Thắng ơi. Rồi em xin chào Phương. Rồi em Thắng, em xin kính chào các cô chú anh chị yêu thương và đam mê cây cảnh trên cả nước. Rồi hôm nay cũng như mọi khi em trở lại trên kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Cũng có được một ít số phôi mai vàng gừng ha. Cây của em thì quy trình là đâm tược sống khỏe ha cô chú anh chị các bạn. Em mới lên clip bán ha. Những cây này là em ủ là cũng 6-7 tháng rồi đó. Tược thì đã cứng mình hết trơn rồi. Cái này về cô chú anh chị các bạn trồng luôn hoặc là ghép luôn là được rồi đó nha cô chú anh chị các bạn. Dạ. Yeah. Không để mất thời gian cô chú anh chị các bạn. Thôi em vô cây đầu tiên là cây mã số 20 ha. Để em nói tiếp với clip vừa rồi ha. Mã số 20. Dạ, cũng là một phôi mai vàng gừng, cây rất chi là quái ha. Tâm tài đâu nha cô chú anh chị. Ba thân tâm tài mà nó có lắc lượng đẹp lắm ha cô chú. Rễ thì cộng nào cũng nó bự bự không ha. Rồi đế thì dắt chữ A luôn ha. Rồi quy trình của em là bán là bao ship toàn quốc ha. Cái số điện thoại của em là 0913824254, cũng là số Zalo của em luôn ha cô chú anh chị các bạn. Dạ. Rồi em vô thông số đầu tiên là cây số 20 ha. Rồi em đo vị trí này là được 33 hoành ha. Chiều cao là được 49 ha. Đường kính bầu là được 47 ha. Rồi cây mã số 20 này em xin giao lưu là 1.800.000. Dạ phôi mai vàng gừng mã số 20 1.800.000 nha. Rồi em bao ship toàn quốc ha. Dạ rồi. Mã số 21. Dạ 21 cũng là một cây là lùng lực ha. Chi cành thì đầy đủ hết cô chú anh chị các bạn. Tược thì cứng mình già hết trơn rồi ha. Đó. Cây là sạch sẽ, không lỗ bọng gì hết. Đế thì đều rồi. Dạ rồi, em xin số đo luôn ha. Rồi. Bên này bạn say gích chưa? Em đo vị trí này là cũng được là 32 ha. Dạ 32. Nó có cái cành lắc lắc qua bên đây cũng dễ thương lắm ha cô chú anh chị các bạn. Được 55 ha. Dạ. Đường kính bầu thì được 39 ha. Rồi cây mã số 21 này em xin giao lưu là 2.200.000. 2.200.000 cô chú anh chị ha. Dạ. Mã số 22. Rồi 22 là một cây bay ha cô chú anh chị các bạn. Rất là dễ thương ha. Nó lùng lực mà nó có hai cái chi bay ra rất là đẹp ha. Cây này về vô cái chậu tròn tròn nhỏ nhỏ ghép vô là để trên bàn rất là đẹp ha. Rễ thì cũng đều tứ diện ha. Rồi em vô thông số luôn. Rất chi là lùng ha. Rồi em đo vị trí này được 30 ha. Dạ. Có cành bay ra của nó là được 42 ha. Đường kính bầu là cũng 39 ha. Rồi cây mã 22 này em xin giao lưu với cô chú anh chị các bạn là 2.100.000. 2.100.000. Dạ. À, cây quái hả? Cây quái lắm mà già cây lắm nghe cô chú. Dạ rồi. Số 23. 23. 23 là một cây mà gió lùa ha. Cây này hoành bự mà đẹp lắm ha cô chú anh chị các bạn, nó lắc lượng qua. Nó có bị lũa trong nhưng mà nó sành này nè cô chú anh chị các bạn. Lũa mà lũa sành ha, không mục không bọng, không mục ha. Rồi em bảo đảm nha. Rễ thì cũng đều tứ diện ha. Cây này trồng rất chi là cổ kính á. Dạ rồi em xin số đo luôn ha. Rồi em coi vị trí này là được 47 ha. Có cái cành là lùa qua là được 52 ha. Chiều cao thì được 41 ha. Đường kính bầu được 46 ha.
Rồi cây mã số 23, em xin giao lưu là 2.9 triệu. Dạ 2.9 triệu nha cô chú chị. Cây đẹp lắm ha cô chú, nhìn nó rất chi là cổ kính ở trên đây nè, nó nhìn nó xưa nó cổ gì đâu á. Dạ em đợi ha. 24. Rồi 24 là một cây có cục đế nơm lên ha cô chú chị các bạn. Có ba cái chân luôn ha, rất chi là đẹp ha. Đó, cô chú nhìn kỹ là cây là cây nào cái đó già chát luôn á. Dạ rồi em xin xác luôn ha. Rồi em vô thông số luôn. Rồi em đo vị trí này là được 37 ha. Chiều cao là được 36 ha. Đường kính bầu là được 42 ha. Rồi cây mã số 24 này em xin giao lưu là 1.800.000. Dạ 1.800.000 nha cô chú dạ. Chị hôm nay em cũng hạ giá ha cô chú anh chị các bạn. Dạ. Rồi mã số 25. Mã 25. 25 là cũng một cây phôi mai vàng gừng ha. Cái này tại em để mấy bữa nắng quá nó bị hơi táp lá ha cô chú anh chị các bạn. Cây này nói tụi nó kêu là xù đá ha. À, cây rất chi là dễ là điều tứ diện ha. Ừ, em xin xác luôn ha. Và em nói vị trí này là được 35. Chiều cao thì được 45. Đường kính bầu là được 45 luôn. Cái gì cũng 45 hết. Rồi cây mã 25 này em xin giao lưu là 2.200.000. 2.2 triệu. Dạ. Dạ rồi. 26. 26. 26 là cây lắc ha. Lên có 4 tay cành đưa ra đẹp lắm ha cô chú anh chị các bạn. Rồi em xin số đo ha. Đế có đế nha cô chú. Em đo vị trí là được 24 ha. Chiều cao của cái cành lắc của nó là được 42 ha. Đường kính bầu là được 39 ha. Rồi cây mã số 26 này em xin giao lưu là 1.200.000. Dạ 1.200.000 nha cô chú chị. Em đang quay mã số 27. Vô đây nè bên, mã số 27 ha. 27 là cũng một phôi mai vàng gừng ha, cũng được lên ba tay tam tài ha cô chú anh chị các bạn. Dạ, đế cây cũng có luôn. À, đế đấm là có đầy đủ ha. Rồi em vô thông số luôn. Em đo vị trí này là được 36 ha. Dạ. Chiều cao là được 59 ha. Đường kính bầu là được 40 ha. Rồi cái mã 26 này em xin giao lưu 27. Mã số 27. 27 em xin giao lưu là 2.100.000. Dạ 2.1 triệu luôn nha cô chú anh chị. Dạ 28. 28. 28 là một cây gió lụa ha cô chú anh chị các bạn. Cây này là nó một cụm liền nhưng mà nó lên hai thân tách rời như mẹ bồng con vậy, nó ha, đẹp lắm nha. Đó, cây mạnh là đến nỗi ở dưới rễ cũng đâm tượng ha. Cứng mịn ha. Dạ rồi anh xin số đo đâu rồi. Rồi em đo tổng thể ha. Của em nó là được 41 ha. Dạ. Chiều cao là được 36 ha. Đường kính bầu được 40 ha. Rồi cây mã số 28 này em xin giao lưu là 2.200.000. Rồi 2.200.000 nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc ha cô chú. Rồi em đợi ha. Rồi mã số 29. Rồi 29. 29 là một cây bay rất là đẹp ha cô chú. Bay lắc qua luôn ha. Có được 4 chi cành bay ra. Cây này dễ đều cũng tứ diện ha. Nó một thân lên đây nó ôm dài nè. Rồi em vô thông số luôn. Rồi em đo vị trí này là được 35 ha. Dạ.
cành bay của nó từ giữa mình tới là được 49 ha. Đường kính bầu là được 44 ha. Rồi cây mã số 29 này em xin giao lưu là 2 triệu. 2 triệu chẳng nha cô chú, mã số 29. Mã số 30. Rồi mã 30 là cũng một cây dáng trực ba thân ha. Tam tài ha cô chú. Cây thì đâm tược xanh lè, sống mạnh khỏe ha. Đó. Chi cành đế đấm là có đầy đủ ha cô chú anh chị. Dạ rồi em xin xác nhận ha. Rồi em đo vị trí này là được 46 ha. Dạ. Chiều cao là được 47 ha. Đường kính bầu là được 40 ha. Rồi cây mã 30 này em xin giao lưu là 2 triệu tư. Rồi 2 triệu tư nha cô chú anh chị. Mã số 30. 1. 31 cũng là một cây bay là lắc rất chi là đẹp ha cô chú. Nó bị lũa nhưng mà lũa là lũa sành hết trơn ha. Rễ thì đều tứ diện ha. Đó. Cây này tại em gỡ bọc hơi sớm nó bị chớm nắng chút thôi ha. Rễ thì đều tứ diện, rễ u cục cục lên quái lắm nè. Này em vô thông số luôn. Em đo vị trí này là được 36 hoành ha. Cành bay của em nó được 47 ha. Chiều cao được 44 ha. Đường kính bầu là được 44 luôn ha. Rồi cây mã số 31 em xin giao lưu là 2 triệu 500k. 2 triệu rưỡi luôn nha cô chú anh chị. Mã số 32. 32. 32 là cũng một cây lùng lực ha, chi cành đầy đủ ha. Rễ thì cũng đều tứ diện ha cô chú, ở dưới này nó sung đến nỗi mà ở dưới rễ cũng đâm chồi lên ha. Đó. Rồi em xin start luôn ha. Rồi em đo vị trí này là được 40 ha. Chiều cao là được 40 luôn ha. Đường kính bầu là được 54 ha. Rồi cây mã số 32 này em xin giao lưu là 2 triệu 600 k. Rồi 2 triệu 6. Dạ. Mã số 33. Rồi mã số 33. Cũng là cây một cốt. Lên được 3 chi cành ha, tam tài ha cô chú. Cây thì đang đâm tược sống khỏe ha. Tược của nó là tược nào tược đó, đen già cứng mình hết trơn ha. Bộ rễ thì đều tứ diện ha cô chú, dòm kỹ giùm em ha. Cây này bộ đế đẹp lắm á. Mai gừng mà cây này bộ đế vậy là hết sảy luôn á nghe cô chú. Dạ, xin ha. Em đo vị trí này là được 39 ha. Dạ, 39 rồi. Chiều cao là được 52 ha. Đường kính bầu là được 57 ha. Rồi cây mã số 33 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu 500 k. Dạ 3 triệu rưỡi ha cô chú anh chị. Dạ 3 triệu rưỡi em bao ship toàn quốc ha. Mã số 33. Dạ rồi. 34. 34, 34 cũng là một cây bay ha. Dạ. Cây bay này rất chi là đẹp ha cô chú anh chị các bạn. Bay tược thì đâm xanh ha, rễ thì đều tứ diện ha. Đây ha, không chống mặt nào ha. Đó, đó. Đây cũng vẫn có cọng rễ nữa ha. Rễ bự bự không ha cô chú. Rồi em vô thông số luôn. Rồi em đo vị trí này là được 39 ha. Cành bay của em nó là được 57 ha. Đường kính bầu là được 54 ha. Rồi cây mã số 34. 34 này em xin giao lưu là 3 triệu tư. Dạ 3 triệu tư nha. Dạ. Mã 35. 35 cũng là một cây một cốt mà nó có một cái cành nia ra đẹp lắm ha cô chú. Cây nào quy trình của em là cây nào cây đó là đâm tược sống khỏe ha.
Đế lực luôn hả? Đế cộng nào nó lực lực mà đều ha. Đây ha, không trống ha. À. Rồi, em sẽ xếp ra đây ha. Rồi em đo vị trí này là được 38 nha. Cành bay là được 60 ha. Thân chính ở giữa là được 40 ha. Đường kính bầu là được 55 ha. Rồi cây mã 35 này em xin giao lưu là 2.600.000. Dạ 2.600.000, mã số 35. Mã số 36. 36 là một cây bay lắc ha cô chú. Này mấy cây bay toàn là bay đẹp đẹp không 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 ha. Chi cành lực nha cô chú. Chi cành đực mà nó này ở gần là cũng kêu là xù đá ha cô chú. Mình nói là xù đá hết trơn rồi đó. Rễ thì đều tứ diện, không chống mặt nào ha. Đây dòng kỹ mấy em ha. Rễ là bích luôn đó, cây này. Cây này rất chi là đẹp ha, bộ rễ ha. Dạ. Rồi em đo vị trí này là được 38 ha. Cành bay là được 69 ha. Đường kính bầu là được 54 ha. Rồi cây mã số 36 này em xin giao lưu là 3.400.000. Dạ 3.400.000 nha cô chú anh chị. Mã số 37. 37 là cũng là một cây lùng lực ha. Cây thì đang đâm tược sống khỏe ha cô chú. Rễ con nào cũng nó lực lực không ha, ở dưới này vẫn đâm lên ha. Dạ, em xin xếp ra luôn ha. Cây này sát bự lắm nghe cô chú. Rồi em đo vị trí này là được 55 ha. Tược chủ ở giữa được 52 ha. Rồi đường kính bầu được 52 luôn ha. Rồi cây số 37 này em xin giao lưu là 3.200.000. Dạ 3.200.000. Phôi mai vàng gừng sắc lớn nha cô chú. Cây lùng lực ha. Rồi em đổi luôn ha. Mã số 38. Rồi mã số 38 cũng là cây cuối clip ha cô chú anh chị các bạn. Đó, cây này thì sát lớn luôn cô chú anh chị ha. Sát lớn mà lực lắm ha cô chú. Cũng ba thân tam tài ha. Còn rễ nào rễ đó là bự còn hơn cùm tay em nữa nè ha. Đó, đây cũng cổng rễ ha, cổng rễ này thôi khỏi nói rồi. Đang rồi. Rồi, không vô thông số luôn. Em đo vị trí này là cũng được 56 ha. Chiều cao là được 48 ha. Đường kính bầu là được 49 ha. Rồi cây mã số 38 này em xin giao lưu là 3.500.000. Cũng dạ, bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị các bạn. 3.500.000. Dạ. Mã số 38. Dạ rồi. Rồi cuối clip em xin cảm ơn các cô chú anh chị gần xa đã ủng hộ cho em những clip vừa rồi. Em xin chân thành cảm ơn và chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày xem clip thật là vui vẻ. Dạ. Vâng. Rồi, em xin chào hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Thời Hậu Giang không ạ?